mình sẽ thực hiện chiến thuật của bài bạn. Mà comment trong arena thì mình sẽ không làm được, nên mình sẽ chơi trong Elizon của Mafia Future. Hôm nay mình sẽ thực hiện chiến thuật Elizon của bạn Bukrai Games. Ở lộn, bạn Bukrai Games. Yeah. Mình sẽ chọn Bautox. Wow. Ủa, cố gắng anh tui robot. Đây là chiến thuật của bạn ấy, full hoa bồ công anh. Mình sẽ chọn một con bồ công anh. Tự nhiên bấm nhầm. Một con Faison nhân đạo. Piva để bước sức mạnh đi. Và một con Sushun Titanid. Cần thiết nhỉ. Con Ian Pick để vất động mấy con bọn Gargantua. Ok. Đầu tiên là mình phải trồng cây Lesson. Khoan ổ hành tím nào. Hai lá cờ. Không biết hai lá cờ khó không. Sợ nó khó chơi, nó nguy hiểm. Đây. Ây da, khá nhiều xanh đấy. Ôi trời, nhầm mất cái con Sushun bé bỏng kia. Đáng hết đi. Từ đào cũng có hơi hối tiếc một chút. Mình cũng phải trồng thật nhiều cây, thật nhiều hỏa lực lên. Mình khoan nhiều hành tím nữa chứ, chứ không phải là không cần khoan đâu. Cái này thì bọn Gargantua lên đông rồi. Ui, Gargantua đông lắm. Gargantua mà càng đông thì mình càng khó. Mới vô mà đã đông như vậy rồi. Đây là cái nào 428. Mất lộn bọn zombie luôn. Tiếp tục. Mê cha nhiều thế. Cần một phát power chắc không ta. Ui ui. Nãy giờ vẫn chưa được. Vẫn chưa được. Vẫn chưa được. Ông hoa của bà mai đã đâu đây. Ô hành tím. À ô hành tím. Đây mình phải ô hành tím. Đồng đi. Đồ ánh kìa. Sắp hết trận rồi.
video chưa ta? Ê, có sân skin đấy nhỉ, mà quên hai con sân tâm chưa dùng sân vai. Đặt ngay. Nó bắn tiêu nè, mày là nó bắn nhẹ nhàng thôi. Lần này là mình mạnh mẽ rồi đấy. Quay cuối cùng. Ok. Ui, mưa bom. Tiếp tục là một cái mưa bom. Con phải là đi rồi. Nào. Đây nè. Có một con mình hồi nữa rồi. Còn tiếp. Bây giờ thì bảo sao đi đừng có mà lên. Có mà lên thì nó cũng yếu rồi. Nó bắn thì nó bắn một con sunrise thì mình cũng chấp nhận. Chứ nó bắn một con vai đậu mình cũng không còn một chút chấp nhận. Nó được đánh trúng con đầu đen lần trước một con mình không bao giờ chấp nhận luôn. Mặc dù đó là đã cuối rồi nhưng mà nó vẫn đông y thường. Ôi, ôi, mình có cảm giác nó chuẩn bị nó trúng một con đầu hoa một con môn nè. Ồ. Ôi. Này quá, bất động chết cả nhân viên. Sắp hết màn rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Các bạn hãy comment những chiến thuật mà trong Elizon map này mình có thể chơi. Và đừng quên nhấn đăng ký like video của mình nha. Nhớ là các bạn cũng đừng quên cho mình chiến thuật like video, đăng ký, share, chia sẻ. Tải xuống nha. Bye bye.